Chúng ta còn có một số các cái công cụ nữa chúng ta cần làm quen nốt này. Trong cái hộp công cụ thì có nhiều công cụ ẩn và chúng ta đã làm việc tới công cụ Graph Paper này rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu nốt những cái công cụ còn lại này. Đầu tiên là công cụ Spira, vẽ cái đường xoắn ốc. Thì các bạn có thể gọi phím A để gọi nó. Sau khi mà chọn được rồi thì các bạn nhấp chuột và các bạn vẽ ra để các bạn có được cái hình xoắn ốc đó. Kéo trái kéo phải, lật trên lật dưới thì tùy ý nhả tay ra để các bạn sẽ có một cái đường xoắn ốc như thế này. Cái đường xoắn ốc này thì nó có cái đặc điểm cũng tương đối giống như là một số các công cụ mà chúng ta đã nói trước đó, có nghĩa là muốn vẽ như nào thì cần phải thiết lập tham số trước, nó giống như cái thằng Graph Paper ấy. Thì chúng ta thiết lập tham số trước rồi chúng ta vẽ, thì khi thiết lập tham số xong thì vẽ ra nó sẽ có cái option giống như là cái option giống như là cái tham số mà chúng ta đã đọc. Ví dụ như trên này chúng ta có thể là đặt các cái tham số xoay ngang xoay dọc thế nào, rồi thì vặn xoắn bao nhiêu. Đấy, số lượng vòng xoắn thế đây, Spira Revolution này, rồi Spira Expansion Factor. Thì những cái tham số này thì các bạn sẽ thấy là mặc định, ví dụ như nó để cho chúng ta là ở 100% như thế này. Cái độ rộng của những cái vòng xoáy này. Đấy. Rồi xoáy nhiều hay xoáy ít. Thực ra thì cái công cụ này nó vẽ, nếu mà so sánh nó với lại cái công cụ vẽ đường xoắn ở bên Illustrator thì thằng này là kém hơn. Cái hình của nó không được đẹp lắm. Gọi là có thôi. Công cụ này là một công cụ không được trau chuốt nhiều ở nhà Corel. Nếu mà muốn tạo ra một cái đường dẫn, thường thường ví dụ như là vẽ tạo ra một cái hình con ốc hoặc là một cái xoáy để mà chúng ta có thể gán chữ nghĩa vào chẳng hạn, thì có thể sử dụng cái này. Cách dùng thì rất là đơn giản thế thôi, cũng không có gì nhiều để mà giới thiệu về công cụ này. Đặc biệt thì đây, chúng ta nói về cái nhóm này. Basic Sharp, Raw Sharp, Flow Chart Sharp, Banner Sharp và Corner Sharp. Thì những cái này là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số các cái hình mà vẽ sẵn. Nó cũng hơi tương tự như là những cái hình chữ nhật hoặc là ellipse, nhưng mà nó có điểm đặc biệt hơn là thường là nó sẽ, một là hình dạng tương đối lạ, hai là những hình cơ bản nhưng mà vẽ nhanh và có điều chỉnh được. Đây, bây giờ các bạn quan sát thử tôi sử dụng cái Basic Sharp. Bấm vào đây thì nó chọn hiện hình ở trong hộp công cụ. Đồng thời ở phía trên thanh Property nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái list để cho chúng ta có thể là chọn hình. Sau khi mà chúng ta chọn hình thì chúng ta bấm vào cái hình mà chúng ta cần và đưa chuột vào đây chúng ta vẽ ra. Thì đây là những cái hình dạng tương đối đặc biệt đấy, và nó cho phép chúng ta hiệu chỉnh tham số. Ví dụ muốn vẽ hình này, chúng ta vẽ bằng hình bình thường có vẽ được không? Có, tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật đúng không? Sau đó thì tôi sẽ nhấp chuột vào đây và tôi kéo xiên nó đi để tạo thành cái hình nghiêng như thế này. Tuy nhiên là thao tác này thì chúng ta hơi mất thời giờ, phải vài bước, trong khi kia thì một lần là có thể làm ra ngay. Và điều đặc biệt là nó có cung cấp cho các bạn một cái điểm điều khiển như thế này. Các bạn nhìn thấy cái điểm đỏ góc này đúng không? Và khi tôi trỏ chuột vào cái điểm đỏ góc này mà tôi xử lý nó thì tôi có thể co kéo nó như thế này. Đây. Gốc của thằng này thực ra nó là một cái biến thể từ hình chữ nhật mà ra, cho nên nếu mà tôi kéo kịch kim thì tôi có thể đưa nó trở về cái dạng gốc là hình chữ nhật, nhưng muốn thì tôi có thể kéo xiên thành một cái hình bình hành kiểu này. Đó. Tiếp nữa thì chúng ta xem thử ví dụ như hình thang, và với cái công cụ hình thang này thì tôi có thể là vẽ ra một hình thang luôn. Đây. Vẽ ra luôn. Và với cái điểm điều khiển này tôi có thể co kéo nó trở thành hình chữ nhật, hoặc là kịch kim là tôi có thể kéo nó thành hình tam giác. Đó. Nó linh hoạt như thế này.
Chứ còn cái hình kia chúng ta làm thì làm được, chắc chắn làm được, nhưng mà mất cực kỳ nhiều thời giờ. Đây các bạn quan sát, ví dụ tôi vẽ ra một hình chữ nhật này, đúng không? Muốn làm như thế đầu tiên là tôi phải Ctrl Q này, sau đó thì tôi lại phải dùng Shape Tool này chọn hai điểm điều khiển này, sau đó thì vào cái phần co kéo ở đây là Stretch or Scale Node để tôi co kéo hai hàng riêng thôi, giữ Shift co đều hai cái đầu này lại, ví dụ thế. Thế thì thao tác này mất rất nhiều bước đấy, trong khi thằng kia thì vẽ một cái là ra. Thích thì có thể hiệu chỉnh nó về hình chữ nhật, thích nữa thì có thể kéo kịch kim ra hình tam giác, còn nếu không thì co kéo kéo để thành ra những hình thang với lại các cái đáy trên đáy dưới to nhỏ khác nhau, thì nó linh hoạt hơn rất là nhiều so với cái cách mà chúng ta làm. Mặc dù hình đó thì nó không phức tạp nhưng làm thì rõ ràng mất thì giờ, cho nên là chúng ta nên tận dụng cái kho các cái hình cơ bản như thế này. Tiếp nữa thì chúng ta có hình tam giác vuông. Đấy, tam giác thì chúng ta có đầy, nhưng mà nó thường hoặc là tam giác cân, đúng không? Hoặc tam giác đều, chứ nó lại không có tam giác vuông. Và muốn có một tam giác vuông thì để làm như thế thì tôi với các bạn lại phải làm sao đây ạ? Vẽ ra một hình này, đúng không? Giảm để cho nó ra thành hình gì này ạ? Hình tam giác này, xong rồi lại dùng cái nọ cắt cái kia này. Ví dụ thế thì tôi mới có. Vẽ không khó nhưng mà rõ ràng mất thì giờ. Vậy thì những cái công cụ này nó giúp chúng ta giải quyết mọi chuyện linh hoạt hơn rất nhiều. Thì các bạn chỉ cần sổ ra danh sách đây thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái hình này đều là hoặc là xài được luôn, đúng không? Hoặc là xài được luôn, hoặc là có thể là hiệu chỉnh rất là tốt. Đây, ví dụ một hình chữ thập này, điểm vào đây, tôi có thể thu lại mảnh như này hoặc kéo ra đến mức độ nó trở về thì đây, hình chữ nhật. Đấy, cực kỳ linh động luôn. Hoặc tôi chọn hình trụ này, bấm vào cái điểm điều khiển này, tôi có thể di dịch nó theo kiểu nhìn nằm ngang hay là nghiêng nghiêng như thế này. Hoặc là tôi làm việc với lại hình gì đây, bevel. Đây, tôi kéo cái điểm đỏ này, tôi có thể làm cho nó bevel nhiều hay ít. Tiếp nữa này, hình trang giấy này, đây cũng là cái thứ tương đối đặc biệt. Một cái trang giấy được quấn mép, đây tôi có thể kéo cái điểm đỏ này để cho nó quấn mép nhiều hay ít. Đấy. Rồi hình ví dụ như là hình mặt cười, thực ra gọi là mặt cười không đúng, mặt người thôi. Hiện tại nó đang để mặc định là cười, nhưng nếu tôi không thích thì tôi có thể bấm vào cái điểm này, nghiêm túc, thanh niên nghiêm túc, đúng không? Thanh niên buồn, đúng không? Thanh niên cười, rất là nhanh. Chúng ta có thể là kéo cái điểm đó là chúng ta có thể hiệu chỉnh lại một cái mặt người nó mang những cảm xúc khác nhau, vân vân. Tất cả những cái phần này hoặc là vẽ rất nhanh hoặc là gì đấy cho phép hiệu chỉnh. Ví dụ một hình này chúng ta vẽ thì chúng ta cũng mất tương đối nhiều thời gian, đúng không? Vài bước, nhưng mà vẽ ra thế này là chúng ta có thể hiệu chỉnh được luôn, đúng không? Mỏng hay dày. Một biến thể khác nhé, ví dụ như là hình biển cấm. Đấy, tôi cũng có thể là hiệu chỉnh nó. Hay là hình móng ngựa. Đây, mỏng, dày, kể cả gì đây, co kéo để cho nó thành cái hình như thế này, rất linh hoạt. Còn nhớ cái bài con cá nhảy vòng không ạ? Nếu mà chúng ta làm cái biển cong cong như thế này thì chỉ kéo một nhát là xong, không có mất nhiều thời giờ như là cái hình kia phải cắt vẽ vẽ. Thế thì về cơ bản những cái hình này nó sẽ tăng tốc độ làm việc cho chúng ta lên rất là nhanh. Các bạn chỉ việc là chọn đúng công cụ, chọn đúng thư viện, đúng không? Và sau khi mở thư viện, chọn lấy một hình gì đó, vẽ một lần là xong, là ra ngay. Đấy là dạng thứ nhất là Basic Shape. Thế còn nếu mà chúng ta chọn cái thứ hai là gì? Arrow. Arrow thì nghe tên thì các bạn hình dung ra rồi, nó cung cấp cho các bạn các dạng mũi tên. Đấy. Mũi tên một đầu, mũi tên hai đầu, mũi tên ba đầu, bốn đầu. Và trong những trường hợp như này thì nó cũng có 1, 2, 3 các cái điểm điều khiển. Ví dụ loại một điều khiển thì đây chỉ có một điểm đỏ này thôi, nó có thể tác động cả thân, cả mũi, cả đầu, cả cánh tên như thế này, rất là linh hoạt. Các bạn muốn vẽ đến đâu thì các bạn có vẽ đến đó.
dạng hai đầu này. Hai đầu thì thực ra cũng vẫn chỉ có một điểm điều khiển thôi, tại vì nó sẽ hoạt động theo kiểu tương tác. Đấy, chỉnh một đầu thì đầu kia sẽ co duỗi theo. Ba đầu này hay là bốn đầu này, đây, thì lúc này nó sẽ cung cấp hai điểm điều khiển. Một điểm điều khiển màu vàng này thì làm việc với các kiểu thân rộng hẹp. Thế còn điểm đỏ thì xử lý các phần về mũi, mũi nhọn. Đấy. Ba đầu thì chẳng qua nó là biến tướng, nó bớt đi một thứ thôi, vẫn là có hai cái điểm điều khiển này. Rồi mũi tên ngoặc như thế này. Đấy. Tôi có thể hiệu chỉnh đây. Đấy thì cứ có điểm điều khiển có màu, bấm vào đấy, có kéo thì các bạn sẽ thấy trực quan ngay là nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh như thế nào. Tiếp nữa này, là sau cái thằng Arrow này thì tôi có một cái thư viện nó gọi là Flowchart Sharp này. Thì cái thằng này nó cung cấp cho chúng ta một số các cái hình ảnh. Thằng này chỉ vẽ ra một lần thôi, không có hiệu chỉnh gì hết, vẽ là ra luôn một đống như thế này. Những hình này không khó, nhưng mà rõ ràng nếu mà chúng ta làm thì chúng ta mất thì giờ. Cho nó do đó thì nó cũng đánh giá tỷ lệ những cái hình nào hay dùng tới, nó sẽ bổ sung vào thư viện để chúng ta vẽ một lần là ra ngay. Sau cái này thì chúng ta có một cái bộ nữa, nó gọi là Banner Sharp. Banner Sharp thì có ít thôi, nó chỉ có 5-6 cái thôi. Đây, sổ danh sách ra, các bạn nhìn thấy là 2-4-5 này. Một cái banner mà nhìn gì đây ạ? Đây là cái new hay là cái gì đó nhá. Đó, new hay là special hay là cái gì đó. Một cái nữa này. Hai cái này thì gần giống nhau, nó chỉ hơi khác nhau về kiểu hình một tí. Flag này. Đây. Kéo bình thường thì nó ra hình chữ nhật. Co thế này thì nó sẽ ra các loại cuốn kéo khác nhau. Đó, cờ bay. Tiếp nữa thì là banner. Banner thì chúng ta có hai dạng banner. Banner là nhìn từ dưới lên trên và nhìn từ trên xuống dưới, có hai điểm điều khiển. Điểm đỏ này thì chúng ta sẽ co duỗi để tăng giảm cái kích thước của cái mặt chính. Thế còn cái màu vàng này thì nó sẽ giúp chúng ta gì đấy, điều khiển góc nhìn. Điều khiển góc nhìn, nhìn từ dưới lên hoặc là nhìn đến mức độ kịch kim thì có thể là nhìn thẳng. Và cái này thì ngược lại là gì đấy ạ, nhìn từ trên xuống. Đấy, co duỗi về mặt chính này và điều chỉnh trường nhìn từ góc trên phía trước cho tới gì đấy, góc thẳng trước. Tiếp nữa, bên dưới này thì có một cái nó gọi là Corner Sharp. Thì cái thằng này thì hơi đặc biệt một tí. Nó giúp cho chúng ta là mô tả về câu thoại hoặc là về một cái nội dung văn bản hay là về ý nghĩa hay cái gì đó. Thì đây, chúng ta có thể làm tạm thời như thế này. Ví dụ các bạn có thể vào text này, trong text chọn insert character. Tôi sẽ mở ra, tôi lấy một cái thằng hình người này như thế này chẳng hạn, ở trong cái phong symbol, phong winding hoặc webding gì đó. Thế bây giờ hai thằng đứng nói chuyện với nhau đó. Đấy thì chúng ta có thể là xử lý bằng cách là chọn cái công cụ Corner này. Đấy, và sổ ra, lấy một trong những thằng này. Ví dụ đây, nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái khung để mà đưa cái nội dung thoại vào trong cái hình minh họa như thế này. Và điểm đặc biệt là gì, cái Corner Sharp này thì về mặt cơ bản thì nó chỉ khác nhau là cái hình này là hình chữ nhật hay là hình ellipse hay là hình tròn hay gì đó. Và sau khi mà thích thì tôi có thể bấm vào cái đuôi này, tôi có thể kéo nó từ đối tượng nọ sang đối tượng kia. Nó là một cái thứ bám dính và nó có thể chạy một cách linh hoạt các chiều, thích kéo sang ông nào thì kéo. Nhiều nhân vật tôi thích đưa cái câu thoại này hay là cái thông điệp gì đó từ đâu ra đâu thì tôi có thể chọn như thế này. Không thích thằng này, chuyển sang gì đây, dạng tròn tròn góc đó. Đây, bò tròn góc, điều khiển cũng thế, cái đuôi là linh hoạt chạy bám xung quanh như thế này đó. Một kiểu khác này, tròn này,
Đấy, về cơ bản thế thôi, thích hướng hướng nào thì hướng. Đấy. Phức tạp hơn một tí thì ý nghĩ, đây không phải thoại nữa, không phải nói nữa, mà là sẽ là ý nghĩ. Đây. Rồi một cái khác nữa như sau. Nhưng mà cái này thì là nó là một cái dạng gọi là theo kiểu chỉ dẫn, kết nối chỉ dẫn đó. Ví dụ một cái gì đó, một cái chi tiết gì đó, một bản vẽ gì đó thì tôi có thể là đưa chỉ vào đây. Nó cũng có hai điểm điều khiển để tôi có thể là kết nối cái đầu này vào đâu đó, chỉ vào đâu đó. Cái thằng này thì cho phép là cũng trượt bốn phía rất là linh động. Thế còn cái nội dung ở trong này thì mình có thể là đưa một cái văn bản này đó vào đây đó, thì nó sẽ có một cái đường nối, nó chỉ minh họa chú giải chú thích cho một cái chi tiết hay là một cái thành phần nào đó trong một bản vẽ hay một bản thiết kế. Thế ngoài ra thì đã hết rồi nhỉ. Con nào này. Đây, còn thằng này nữa. Thằng này thì phức tạp hơn ở góc độ là nó có nhiều điểm điều khiển. Nó có thể là lách ngang, lách dọc, nó có thể là điều chỉnh lên xuống, chéo ngang, gần xa, tức là khớp nó nhiều hơn để cho chúng ta có thể tạo ra một sự kết nối linh hoạt chỉ đến một cái chi tiết nào đó hoặc một thành phần nào đó. Thế đấy là cái nhóm và công cụ gọi là những cái hình cho sẵn đó. Phức tạp thì thực ra không có cái gì phức tạp trong đó, nhưng rõ ràng là dùng nó thì nhanh hơn tự mình vẽ. Thế sau cái nhóm công cụ này thì chúng ta còn mấy công cụ nữa, ví dụ như là công cụ Parallel Dimension, công cụ Straight Line Connector thì chúng ta cũng giới thiệu luôn. Ví dụ như là công cụ Parallel Dimension thì nó sẽ giúp chúng ta là chú giải một cái kích thước của một bản thiết kế hay một thành phần nào đó trong bản thiết kế. Ví dụ tôi có một hình như thế này, bây giờ tôi sử dụng công cụ Parallel Dimension thì khi tôi chọn đấy, thì tôi có thể là chọn một trong những cái công cụ ở trong này. Nếu muốn xem hết tất cả các công cụ nằm ở trong hộp thì tôi cần nhấn giữ một chút và nó sổ ra. Sau đó thì chúng ta có thể là chọn lấy một kiểu. Nó cung cấp cho chúng ta mấy dạng, một là cái Parallel Dimension, hai là cái Horizontal or Vertical Dimension, ba là Angular Dimension, bốn là Shapeman Dimension, và có một dạng nữa hơi đặc biệt được tách ra gọi là Three Point Pronoun. Cái Parallel Dimension này thì nó là một cái thứ mà nó cung cấp cho chúng ta các cái phép đo và chú giải về kích thước chiều dọc, chiều ngang và chiều chéo của hình. Ví dụ các bạn xem đây, tôi đo một cái đối tượng này thì tôi cần đặt trỏ chuột vào một cạnh này, nhấp giữ và kéo sang cạnh đối diện, sau đó thì tôi kéo lên phía trên. Muốn cái chữ nghĩa và cái chú giải nó nằm ở đâu thì chúng ta đặt chuột vào đúng cái vị trí đó, kích chuột một cái thì lập tức là nó sẽ đưa cái gì đây ạ, nó sẽ đưa kích thước nó đo được ở cái hình này vào đây, chú giải luôn là cái hình này rộng bao nhiêu. Thế còn ví dụ về chiều cao này cũng tương tự như vậy, tôi chọn cái gì đây ạ, đỉnh này đó, chọn đáy này, nhả ra đâu thì nó sẽ bắt kết thúc ở đó đây, và kéo ra và chúng ta muốn chữ nó xuất hiện ở chỗ nào thì chúng ta lại kích chuột vào đấy, thì lúc này nó sẽ chú giải về cái kích thước của cái đoạn này. Đấy. Thế còn chiều chéo thì sao? Đây, chiều chéo. Bấm này. Kéo này. Kéo chéo này. Đây, nó sẽ chú giải là chiều chéo của này là bao nhiêu. Thì cái này nó giúp chúng ta giải quyết được ba thứ. Cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu và đường chéo là bao nhiêu. Xóa đi có được không? Xóa được. Đây, ví dụ không thích, bấm vào đây, xóa thằng này đi, và nó sẽ xóa cái chỗ gióng hàng để
căn chỉnh về thông báo về cái độ cao, độ thấp, độ rộng. Thế còn hiệu chỉnh có được không? Đây, ví dụ hiệu chỉnh thì chúng ta có thể hiệu chỉnh như thế này. Đơn vị đo này, ví dụ như là các bạn có thể chọn này, ở đây nó cung cấp cho các bạn một loạt những cái lựa chọn để tùy biến. Ví dụ như là nó có một số các cái kiểu decimal này, fractional này, US engine này, US architect này, tức là các cái kiểu gọi là chú giải khác nhau đó. Đấy, mình muốn xử lý như thế nào thì mình sẽ chọn như thế. Ngoài ra thì còn có ví dụ như là thích dùng đơn vị nào, cách ghi đầy đủ hay là ghi tắt, đúng không? Đấy, ví dụ tắt thì mình chỉ cần có gì đấy, in này, đúng không? Còn nếu mà ghi đầy đủ thì mình cả cái chữ inch đầy đủ này chẳng hạn. Nó có thêm một số các tùy chọn nữa, ví dụ như là cái vị trí tương ứng của cái chữ nó nằm ở đâu, thì nó cung cấp cho chúng ta một số cái, ví dụ như là text above dimension này, text through dimension line này, text below dimension line, chữ nằm lên trên, chữ nằm ở dưới, rồi chữ nằm ở giữa, vân vân, rồi chữ nằm ở giữa nhưng mà có hai mũi tên trỏ vào bên trong. Thế nhưng mà những cái như thế này thì các bạn cần phải lưu ý giúp tôi là muốn nó nằm ở đâu thì phải chọn cái này trước khi mà các bạn làm. Đấy, chứ còn đã làm rồi nó hiện ra chữ rồi thì các bạn không có quyền là thay đổi nữa. Các bạn chỉ có thể thay đổi về mặt đơn vị đo thôi. Ví dụ như là các bạn thích tính nó bằng đơn vị gì thì các bạn ghi vào đây thì nó sẽ thay đổi, nó tự quy đổi ra thành đơn vị mới với tham số mới và nó thay thế cho chúng ta. Đấy. Thế thì đấy là cái công cụ để đo dọc, đo ngang, đo chéo. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái tùy chọn nữa, đó là cái horizontal and vertical dimension. Thì cái thằng này thì nó giống hệt như thằng parallel nhưng nó không có cái đo chéo. Đấy. Thằng này thì đa dạng hơn, tức là cả dọc, cả ngang, cả chéo. Còn thằng này chỉ có làm hai nhiệm vụ là đo dọc và đo ngang thôi. Thế còn cái thằng angular dimension thì nó sẽ giúp chúng ta là đo cái góc. Ví dụ tôi có một cái hình. Ví dụ tôi có một cái hình như thế này. Đó. Tôi muốn biết nó là góc bao nhiêu chẳng hạn. Thì tôi sẽ thực hiện bằng cách là chọn và đo angular. Đó. Tôi bấm chọn này. Đây. Và bấm vào đây. Sau đó thì muốn cái này nó sâu hay đông thì chúng ta sẽ kéo và kích chuột thì nó sẽ đưa gì đây, đưa tham số vào đây, nó sẽ thông báo cho chúng ta là cái góc như thế này là bao nhiêu độ. Và cuối cùng ở trong cái nhóm này thì chúng ta có một cái công cụ nữa gọi là công cụ line segment. Line segment ví dụ như là các bạn vẽ một cái kệ để hàng hay là một cái gì nhỉ, một cái bậc cầu thang chẳng hạn. Đó. Đây, thì tôi sẽ có cái công cụ đo để mà chú giải tốt hơn là những công cụ kia. Đây, segment. Ví dụ như là tôi thực hiện thao tác đo. Cái đoạn này là bao nhiêu? Đó. Đoạn này là bao nhiêu? Bao nhiêu? Thì mình cứ đánh dấu như thế này. Dừng ở đâu là nó sẽ tự động nó tính nó đo ở đấy. Thì sử dụng cái line segment này thì mình có thể đo những cái hình mà nó có khập khiễng lên xuống cao thấp khác nhau để tính ra những cái đoạn mà từ đầu đến đâu nó khoảng như thế nào. Đấy, thì nó sẽ linh hoạt hơn là cái công cụ bình thường kia. Công cụ bình thường kia chỉ có thể đo được những cái hình chuẩn thôi. Những hình hơi khấp khểnh theo kiểu bậc thang như thế này thì nó không đo được những cái khoảng mà rỗng và những khoảng chờ khoảng hẵng thì nó không đo được. Thế thì đấy là nhóm công cụ dimension. Và cuối cùng cái hơi đặc biệt nữa là cái three point pronoun.
3-point pronoun thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề là như thế này. Ví dụ như là tôi muốn giải thích cái này là cái gì, đúng không? Thì tôi sẽ sử dụng cái 3-point pronoun. Đây. Chỉ vào một cái chi tiết nào đó để gắn cho nó một cái chú giải kỹ càng hơn. Cái chỗ này nó đại diện cho cái gì, cái này nó là cái gì. Thì đó là cái công cụ 3-point pronoun, gắn những cái chú giải và có một cái mũi tên chỉ vào đấy để cho nó thật đảm bảo. Ví dụ như là rất nhiều cái chi tiết mà cần chú thích, cần chú giải, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt chú giải sát vào thì đôi khi lúc ấy là nó sẽ bị nhiễu, nó bị hỗn loạn lên. Thì bằng cách là trỏ cái mũi tên từ xa đến thì chúng ta vẫn có thể kết nối được với những cái chi tiết mà chúng ta cần chú giải, nhưng mà nó không bị hỗn loạn quá, giống như là chúng ta đặt hẳn chữ ngay sát vào cái chi tiết đó. Thế còn cái nhóm ở phía dưới này thì nó gọi là cái nhóm công cụ Straight Line Connector, Right Angle Connector và Round Right Angle Connector, hay nói nôm na là gọi là công cụ connector, tức là giúp chúng ta kết nối các cái thành phần nọ với các thành phần kia. Nó sẽ giống như là một cái kiểu bảng biểu sơ đồ, hay là cây thư mục, hay là cây gia phả để đó, hoặc là sơ đồ tổ chức. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Để vẽ ra một cái như thế thì các bạn chuẩn bị sẵn một vài cái hình đó, ví dụ như là một sơ đồ của công ty chẳng hạn, hay là một tập đoàn. Ở trên này là giám đốc này, rồi thì phó giám đốc 1, phó giám đốc 2 này, xong rồi đến trưởng phòng 1 này, trưởng phòng 2 này, trưởng phòng 3 này, vân vân. Thế thì những cái cách vẽ sơ đồ thế này thì chúng ta cứ vẽ sẵn ra, đúng không? Nếu mà thích thì có thể đưa các nội dung ABC gì vào đây. Thế còn kết nối thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ này. Đấy, ví dụ khi mà chúng ta chọn công cụ thì ở trên cái màn hình của chúng ta có bao nhiêu cái hình thì nó sẽ được tự động nó đặt luôn tất cả những cái điểm kết nối. Và bằng cách là chúng ta bấm vào cái điểm này và chúng ta kéo, thích kéo đến đâu thì chúng ta kéo đến đó. Nó sẽ tự động tạo ra những cái kết nối để chỉ dẫn về mặt là đường hướng, cái nào liên kết đến cái nào chỉ đạo cái nào. Đấy. Thì cái công cụ này thì nó sẽ cho chúng ta kéo bằng một đường thẳng, đúng không? Thế còn nếu mà chúng ta chọn Right Angle Connector thì tôi có thể là gì đó, kéo theo kiểu dạng như thế này. Nó sẽ phức tạp hơn, đúng không? Bằng cách là kéo các đường này, có thể là gập đường này hoặc là lượn lờ kiểu này. Thế còn cái cuối này thì nó sẽ trông nó sẽ mềm mại hơn một tí, tức là khi mà kết nối thì nó đi bằng các cái đường mà nó mềm mại hơn. Đấy. Thế còn cái edit này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là xử lý đó, di dịch các cái vị trí thay vì là nằm đúng giữa. Đấy. Thì chúng ta có thể là di dịch và đưa những cái điểm này đi tới những cái vị trí mà chúng ta cho rằng là nó hợp lý hơn, mềm mại hơn là trong cái việc trình bày. Đấy, thì cái nhóm này nó sẽ giúp cho chúng ta là giải quyết về chỉ dẫn cái mối liên quan, hay là cái sự quản lý của cái thành phần nào với thành phần nào trong một sơ đồ hoặc trong một cái cây thư mục. Đấy, thì đấy là cái nhóm công cụ connector. Và tất nhiên ở trên này lúc mà tìm hiểu sâu thì các bạn có thể là gia giảm thêm một số tham số trên này để mà tùy biến. Đây, công cụ lấy mẫu. Đây, công cụ lấy mẫu thì chúng ta sẽ có hai dạng. Một là color airdrop, thì nó đơn giản là đo màu. Đấy, thế còn attribute drop thì nó sẽ lấy toàn bộ thuộc tính. Ví dụ đây, các bạn quan sát. Chẳng hạn như là tôi có một cái tô màu như thế này. Thì đơn giản là tôi đo màu này, chọn color này, đưa sang đây thì tôi sẽ đổ màu vào được. Nó còn cho phép chúng ta là đổ màu vào đường viền nữa, đặt vào trong này nó nhận ra bề mặt thì nó sẽ cho chúng ta đổ vào bề mặt, còn nếu chạm vào cái đường viền thì chúng ta có thể kích vào đây để tô màu đường viền.
Thế nhưng mà nếu mà một cái hình mà nó được tô phức tạp hơn thì sao? Ví dụ như là tôi tô chuyển chẳng hạn nhé. Ok, bây giờ tôi lấy mẫu này, ví dụ như thế này, thì đơn giản là tôi lấy mẫu tại cái điểm mà tôi làm ra đây, tôi chỉ vào, bất kể đây là cái thằng tô chuyển, đúng không? Sau khi mà lấy xong một lần rồi, muốn lấy lại lần nữa thì chúng ta sẽ giữ shift để hoán chuyển tạm thời nó sang cái công cụ lấy mẫu, nhả shift ra thì nó lại trả về công cụ đổ màu và nó lấy màu vào cho chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta lấy cái công cụ này attribute drop thì bấm vào đây thì nó sẽ nhảy theo cái thuộc tính, tức là nó thuộc về mẫu tô gì thì nó sẽ lấy luôn mẫu tô ấy, nó đưa cho cái đối tượng kia đấy. Chứ còn cái mà đo màu thì nó chỉ đo tại cái điểm đấy thôi, tại cái điểm đấy có giá trị gì thì nó tô toàn bộ, chỉ có một giá trị màu duy nhất. Đấy là cái công cụ đo lấy mẫu đó. Cái thứ hai thì có lấy được theo cái của trên ảnh không? Cái thứ hai theo ví dụ như là nó cũng chuyển đổi hơi màu, chỗ này đang đỏ chuyển dần sang thì Ảnh nó không ảnh có thuộc ảnh tính. thì không có thuộc tính, nó chỉ là có ô màu và nó đo được màu tại một cái vị trí đấy. Đây này, cái này mình thử luôn này. Cái vector thì nó có cái công thức của nó có cái thuật toán để mà diễn giải, thì nó sẽ đọc ra được cái thuật toán đó để nó áp dụng. Thế nhưng mà cái này thì không. Đây ví dụ như là tôi đây lấy một cái nào nó có chuyển màu nhá. Ra desktop lấy cái ảnh chuyển màu lên. Đây nhá, ví dụ nhiều màu đúng không? Đây thì tôi có thể là đo một cái gì đó. Đây, nó sẽ dịch theo các giá trị màu thôi. Kể cả nhưng mà đây nhá, các bạn xem nếu mà lấy thuộc tính thì nó tô cái gì? Không có gì hết, tại vì là thằng này không có thuộc tính, kể cả bề mặt lẫn lẫn màu hay đường viền gì là không có gì hết. Tại vì đây có phải là vector đâu mà nó lấy được thuộc tính. Trong trường hợp này nó chỉ chọn được cái giá trị là màu thôi. Gì đến đâu thì lấy màu ở đấy và tô vào thì nó sẽ lấy được màu. Còn thuộc tính thì cái này nó là bitmap, nó không phải vector, cho nên nó không có những cái công thức mô tả về cái thuộc tính vector. Cho nên nếu mà chúng ta lấy đây thì nó sẽ hiểu rằng không có thuộc tính luôn. Cho nên nó sẽ thành ra một cái đối tượng mà không màu, không viền, không hình, không nhìn được, ẩn đi luôn. Đấy, thế thì về cơ bản các cái nhóm công cụ thì chúng ta đã giới thiệu tương đối đầy đủ. Các bạn làm quen thêm một xíu nữa này thì chúng ta sẽ giới thiệu nhanh nốt một vài cái công cụ ở đây. Cắt, tẩy. Các bạn làm việc